Xin chào các bạn, phái đẹp của chúng ta rất cần có bộ mặt tươi đẹp. Nếu chẳng may bị nổi mụn thì thật là một điều đáng buồn. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một loại dược liệu dùng để trị mụn, được chế biến từ củ nghệ, mật ong và cám gạo. Ngoài tác dụng trị mụn ra, còn nuôi dưỡng da và làm da trắng dần lên trong vòng 1 tháng. Vật liệu chúng ta cần gồm có một củ nghệ lớn, một muỗng canh mật ong và một muỗng canh cám gạo. Bây giờ ta bắt đầu thực hiện. Nghệ các bạn sẽ gọt vỏ và bầm nhuyễn. Các bạn sẽ cho một muỗng nước vào. Ta sẽ vắt lấy nước cốt. Cho một muỗng canh mật ong vào. Ta quậy đều lên. Và sau cùng là một muỗng canh cám gạo. Các bạn sẽ quậy lên cho thật đều. Và các bạn sẽ đắp hỗn hợp này lên mặt, nằm yên thư giãn trong vòng 40 phút. Sau đó các bạn sẽ rửa mặt lại thật sạch bằng nước ấm. Mỗi ngày các bạn thực hiện một lần, da mặt sẽ hết mụn và trắng trẻo mịn màng. Ngoài ra các bạn cần uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây tươi như cam, quýt, chuối, đu đủ. Các bạn thân mến, trong cám gạo có chứa rất nhiều sinh tố làm đẹp da, giúp da trắng dần lên. Mật ong có chất sát trùng và trị mụn rất tốt. Và nghệ sẽ giúp da các bạn khỏi các vết thâm do mụn để lại. Và một điều cần nhắc các bạn là trong thời gian trị mụn, tuyệt đối các bạn không dùng mỹ phẩm, không sờ tay lên mặt. Và khi đi ra đường, các bạn nhớ đeo khẩu trang để tránh khói bụi dễ gây dị ứng da. Và các bạn thường xuyên rửa mặt bằng nước ấm. Chúc các bạn thành công để có làn da mới, hết mụn và trắng trẻo mịn màng.